biểu thảo luận tại tổ đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình kinh tế xã hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: "Chúng ta đã đạt kết quả quan trọng bước đầu, nhưng không được chủ quan thỏa mãn. Khó khăn của người dân và doanh nghiệp là không thể bàn cãi, do tác động của đại dịch trong thời gian dài đã làm tiêu hao gần hết tiết kiệm của người dân, tích lũy của doanh nghiệp cũng như các quỹ của nhà nước." Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn tiêu đề một bài báo rằng: "Đừng để lạm phát cuốn trôi người nghèo" và lưu ý gói kích thích kinh tế, đầu tư công phải được thúc đẩy tốt hơn nữa, đi vào cuộc sống để kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp như chủ trương của Đảng, Nhà nước. Là đại biểu đầu tiên phát biểu tại phiên họp tổ đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình kinh tế xã hội diễn ra vào sáng nay ngày 25 tháng 5, đại biểu Trần Hoàng Ngân thẳng thắn đề nghị: "Xăng dầu là mặt hàng tiêu dùng bình thường, trong tình hình hiện nay không lý gì đánh thuế tiêu thụ đặc biệt nữa. Đây là vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội." Lo ngại việc hiệu ứng domino của đà tăng giá xăng dầu hiện nay, đại biểu Trần Hoàng Ngân thậm chí đề nghị có một buổi làm việc riêng ngoài chương trình để bàn cho thấu đáo. Sau 2 năm điêu đứng vì dịch Covid-19, thị trường mặt bằng cho thuê tại Thành phố Hồ Chí Minh đang chứng kiến sự tăng trưởng trở lại. Giá thuê văn phòng cũng đã lên mức cao mới. Giá thuê mặt bằng kinh doanh với diện tích 60-100m2 ở quận 1 như đường Lê Thánh Tôn, Lý Tự Trọng khoảng 200 triệu đồng một tháng. Trục đường Nguyễn Thị Minh Khai có mức giá 80-200 triệu đồng một tháng. Anh Phạm Văn Dân, nhân viên môi giới của một công ty bất động sản có trụ sở tại quận Bình Thạnh chia sẻ: "Từ Tết tới nay, giá mặt bằng các con đường lớn đang tăng tầm 20%. Những tuyến đường có khả năng làm ăn tốt như Lê Quang Định, Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, Phan Đình Phùng, Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận có mức giá cho thuê từ 30-40 triệu đồng một tháng cho mặt bằng nguyên căn." Ngày 25 tháng 5, nguồn tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan này đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Đoàn Văn Hùng, 59 tuổi, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Ông Đoàn Văn Hùng bị khởi tố bắt giam để điều tra với cáo buộc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan đến 6 gói thầu của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Theo thông tin ban đầu, trong năm 2021, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện 11 gói mua sắm hóa chất, vật tư y tế, phục vụ công tác phòng chống dịch. Trong 11 gói này, Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á có tham gia 6 gói thầu với 5 hợp đồng cung cấp hóa chất, vật tư y tế, với tổng giá trị phê duyệt kết quả trúng thầu là hơn 24 tỷ đồng và đã thanh toán, chỉ còn nợ hơn 31 triệu đồng. Ngày 25 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 bị can, gồm Trần Đắc Thanh, 50 tuổi, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh, Nguyễn Văn Lơ, 61 tuổi, Nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Trà Vinh, Lê Văn Thanh, 57 tuổi, Phó trưởng khoa xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh thuộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Trà Vinh, và Nguyễn Văn Truyền, 49 tuổi, chuyên viên phòng nghiệp vụ dược Sở Y tế tỉnh Trà Vinh để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Trà Vinh xác định cả 4 bị can trên đã phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á thực hiện 8 gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế, kit xét nghiệm, sinh phẩm, vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, tương ứng với 8 hợp đồng với tổng số tiền hơn 36 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện 8 gói thầu, các đối tượng trên đã hợp thức hóa thủ tục đấu thầu gây thiệt hại cho nhà nước khoảng 7,6 tỷ đồng. Sau các phim điện ảnh tạo được dấu ấn, Trại Hoa Đỏ đánh dấu lần đầu tiên đạo diễn Triệu Đô, Victor Vũ thử sức làm phim dài tập. Phim với 8 tập phim, với thời lượng 60 phút một tập, nhưng có kinh phí đầu tư lên đến hàng chục tỷ đồng. Trại Hoa Đỏ được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Di Ly, nữ tác giả đang rất thành công với dòng văn học trinh thám kinh dị. Truyện phim bắt đầu khi Lưu, một doanh nhân trong lĩnh vực kinh doanh du lịch mang theo Vĩ, vợ chưa cưới của anh, và bé Bảo, con trai riêng của Vĩ, đến Trại Hoa Đỏ để theo dõi công việc xây dựng khu nghỉ dưỡng. Kể từ lúc đặt chân đến Trại Hoa Đỏ, Vĩ liên tục bị quấy phá bởi những hiện tượng kỳ lạ. Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn với cặp đôi khi một thi thể nổi lên trên mặt hồ và ai trong khu trại cũng có khả năng là thủ phạm. Theo kế hoạch, phim sẽ lên sóng trên kênh K Cộng Xin lúc 20 giờ thứ hai hàng tuần, bắt đầu từ ngày 4 tháng 7. Theo trang tin kshas.com,
Chiều ngày 24 tháng 5 theo giờ địa phương, một nam thanh niên đã xả súng tại trường tiểu học Grove ở thị trấn Uvalde, bang Texas, Mỹ. Thống kê ban đầu có 14 học sinh và một giáo viên thiệt mạng. Con số này sau đó đã tăng lên 21, trong đó có 18 học sinh. Trao đổi với hãng tin CNN, thượng nghị sĩ bang, ông Roland Gutierrez cho biết đây là số liệu cập nhật mới nhất do Bộ An ninh Công cộng bang cung cấp. Hung thủ được xác định là Salvador Romas, 18 tuổi, học sinh hoặc cựu học sinh của trường phổ thông trung học Uvalde, đã bị cảnh sát nổ súng tiêu diệt. Đối tượng đã bắn bà của hắn trước khi xả súng bừa bãi ở trường Grove.